Ngày hôm nay 11 tháng 8, giá vàng thế giới và trong nước tiếp tục lao dốc mạnh. Tại thị trường thế giới, vàng đã rời khỏi ngưỡng 2.000 đô la Mỹ một ounce xuống mức là 1.989 đô la Mỹ, giảm hơn 8 đô la Mỹ một ounce so với tuần trước. Theo nhiều chuyên gia thì vàng giảm giá sâu do hoạt động chốt lời khi nhiều nhà đầu tư đã mua vàng từ mức giá 1.700 đô la Mỹ vào tháng trước, tiến hành bán vàng sau khi vượt đỉnh 2.066 đô la Mỹ một ounce. Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng đầu giờ sáng giảm mạnh về mức 54,5 triệu đồng một lượng, giảm 2,1 triệu so với chiều qua. So với mức đỉnh là 62,4 triệu cuối tuần trước, giá vàng sáng nay đã giảm gần 8 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên vào buổi chiều nay, do lực cầu lớn, giá vàng trong nước đã hồi phục, tăng khoảng 1 triệu đồng, chốt phiên ở mức 55 triệu 480 ngàn đồng một lượng.